Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714 248 9883. Gọi ngay Mango Tools 866 Để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan Một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 Happy Too Chuyên bán cao su cứng chống đau lưng Sản xuất tại Mỹ thưa quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Như Hiền và Lê Thái. Thưa quý vị, có những ai bản tin ngày hôm nay như cho những quý vị nào mà muốn khỏi không có phải trả tiền mortgage nữa mà sống cái căn nhà mà mình sống rẻ và đủ để mà sống thôi thì quý vị cũng thấy rồi. Hiện tại bây giờ cái giá nhà không những ở Cali mà kể cả những cái nơi khác cũng giá nhà cao để mua một cái căn nhà cái thế hệ Gen Z cũng vậy để mua một cái căn nhà cũng rất là mắc tiền down payment rồi bên cạnh đó còn phải trả tiền mortgage cho dù mình không down payment nhiều thì cái mortgage mình phải trả cao hơn thì uh, lúc về hưu có những người họ không có muốn trả tiền mortgage nữa thưa quý vị thì có một người đàn ông uh, Lê Thái với Nhi của Hiền cũng hay đưa cái bản tin um, có nhiều người một số người thôi không phải là phần đông của cái dân số khoảng chừng là có hai ba người mỗi năm thì năm nay có một người tên là Joe uh, Alex thì ông anh ta đã muốn về hưu và muốn xây dựng cái ngôi nhà mơ ước của mình mà không phải trả tiền nhiều thì anh ta đã mua một cái mảnh đất ở tư nhân ở Texas cái sân bay tư nhân ở đó một cái mảnh đất như vậy và anh ta à, lấy cái tiền đó để mà mua hai cái máy bay phản lực về để mà sửa sang lại hết để mà thành cái căn nhà của mình thì uh, Alex Light đã cải tạo cái thân bay phản lực đó là mcdowell uh, MD 80 và 60 phút thành một cái ngôi nhà với là ba cái giường trong đó tự bị con cái của ông ta tới thăm nữa. Và chiếc máy bay thứ hai đó là DC-9 có cái buồng lái được tân trang lại. À, từ năm 1970 một cái miếng đất như vậy thưa quý vị và khi mà anh ta nói rằng là anh ta trả tiền nó rất là rẻ tiền điện, tiền nước, mọi thứ chỉ có 200 đô mà thôi nó rất là rẻ và nó rất là thoải mái cho, anh, à, cho ông ta thì quý vị cũng thấy ở trên đó là ở trong phòng thì anh ta đã remodel lại tất cả mọi thứ và Alex được đào tạo như là một phi công giải trí trong suốt thời thiếu niên và đạt được xếp hàng dụng cụ của mình chứng chỉ hàng không nâng cao ở tuổi 26 anh ta lấy vợ và không đi lái máy bay nữa và sau đó ly dị vợ thưa quý vị thì anh ta dồn tiền được có trong trong ngân hàng là khoảng chừng 200.000 đô thì anh ta muốn dùng cái tiền đó để mua máy bay và làm những cái ngôi nhà cho mình ở thì đây là một trong những cái ngôi nhà mà anh ta đã làm đó là cái chiếc máy bay thưa quý vị năm 1970 và anh ta đem về lại đào đất xây dựng lại thành một cái ngôi nhà thì anh ta cũng đào đất và bên cạnh đó anh ta cũng phải bắt nước rồi mọi thứ y chang những cái nơi mà sống bình thường như vậy rồi uh, lỗ thông e uh, rồi hít mọi thứ hết thưa quý vị và anh ta cũng uh, làm cái bức tường cho nó uh, cách nhiệt và không lạnh với là nóng để cho nó mát với là anh ta nữa. Thì đây là một trong những cái máy bay mà Joe uh, Alistair đã sử dụng để mà làm cái nhà thì ở trong này quý vị cũng thấy rằng anh ta đang dọn dẹp, sửa chữa và anh ta đã kéo mọi thứ hết để làm cái thảm ở trong đó. Anh ta đã mua đã xây cái nền móng để cho máy bay họ kéo máy bay tới và có đầy đủ bộ phận cái cấu trúc mà để mà alex đủ thứ để alex live sống và anh ta nói rằng là uh, anh ta muốn sống ở trong cái máy bay như vậy là nó nhỏ và mỗi lần cái bếp cái phòng ăn và cái phòng ngủ nó đi có chút xíu thôi là tới thôi Nó khỏe hơn hơn cho anh ta Và bên cạnh đó anh ta cũng xây một cái cái giường Để mà cho con cái của mình tới Để mà sống trong đó nữa Và anh ta cũng nói rằng là cái giá trị mà anh ta Để mà trả chi phí hàng tháng như vậy Là chỉ có 200 đô la kể cả tiền đất nữa thưa quý vị Rất là rẻ và cũng rất là thoải mái Và anh ta nói rằng đây không phải là cái đầu tư đâu nha quý vị Mà là để cho anh ta sống cuối cuộc đời Lúc về hương luôn wow. uh, Một cái chiếc máy bay Cái người đàn ông này cắt đôi ra ha, em yeah. thấy phần đầu mà trang, uh, trang trí người ta, anh <laughs> decoration một cái kiểu khác, rồi còn phần đuôi máy bay thì đặt ở dưới cái đất em muốn biết là có đặt lên trên cao hay không nhưng mà chúng ta cũng uh, em cũng đang em cũng đang mong chờ chờ những cái hình ảnh mà sau khi mà cái 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 chiếc máy bay ở trong người ta gọi là gọi là uh, decoration hết rồi hay là build hết làm sửa soạn sẵn hết ừ. lại hết như thế nào rồi thì cũng <laughs> cũng đang chờ đợi coi cái chiếc máy bay đó thì sẽ như thế nào <laughs> nhưng uh, để mà bỏ ra 200 trăm ngàn Mỹ kim cộng với là cái chi phí mà xây sửa này nọ làm tất cả một cái giống như một cái ngôi nhà đó thì em nghĩ rằng là đây là một cái trong những cái loại làm cái cái ý muốn táo bạo của một cái người đàn ông yeah. đúng không yeah. như chị thí dụ mà ở một cái tiểu quan xa như vậy chúng ta mua một mảnh đất chúng ta với cái số tiền 200, 300 trăm ngàn hoặc là chúng ta xây dựng khoảng chừng 400 trăm ngàn đi yeah. chúng ta có thể mua được một cái căn nhà single house nó oh, đầy texas, đủ tiện nghi yeah. ở trong đó texas là rất giá nhà cũng đông mềm nó yeah. đâu có đâu có mắc lắm uh -huh. đâu thì chúng ta có thể là mua một cái căn nhà single house chúng ta ở trong đó nhưng mà anh chọn cái giải pháp đó một cái hình thức rất là lý thú vâng kết à, thúc quý vị già xấu Gia, nhăn nheo chảy xệ khi mà ai già thì chúng ta cũng bị tình trạng đó ai cũng bị ừ. tất cả mọi người chúng ta đều không né được hết ngay cả lê thái và như huyền khi mà như huyền già <laughs> lê thái già thì chúng tôi cũng già chúng tôi cũng sẽ nhăn nheo cũng sẽ chảy xệ xuống thời gian chúng ta không thể nào chúng ta nếu kéo được cái tuổi thọ của chúng ta cũng không thể nào chúng ta nếu kéo được <laughs> nhưng không biết là tương lai như thế nào Chị nghĩ là tương lai chúng ta có thể là kéo dài cái tuổi thọ ra hoặc là người ta có thể giảm có quá trình lão hóa của con người lại không? hy vọng, tại vì hồi xưa những cái người mà lớn tuổi hơn mình mà những cha mẹ hồi xưa họ già mâu hơn mà cái thời trẻ càng lúc càng về sau thì già chậm càng hơn nhiều, đẹp, đẹp, đẹp hơn. Đẹp ý, ý chỉ, nói chỉ càng ngày càng trẻ chỉ càng ngày càng đẹp đúng không? Dạ. Càng ngày chị Nguyên càng lớn tuổi, càng ngày càng Đấy, trẻ, càng ngày càng đẹp gì. Đẹp hơn thời okay. cha mẹ luôn, đẹp đẹp đúng không? Chị không dám đâu, ông bà không có dám qua mặt <laughs> em. không có, ý, em nói là cái thời thôi, kính thưa quý vị một cái thông tin này có thể là chúng ta có thể chúng ta hy vọng vào cái tương lai các nhà khoa học ở Mỹ chúng ta vừa mới tìm ra một cái cách để mà làm chậm cái quá trình lão hóa ở con người người ta chiết xuất từ cái protein của cái con gấu nước và trên ảnh thì quý vị thấy hình ảnh của con gấu nước này à, Lê Thái vẫn hay đưa cái thông tin về cái loài gấu nước này à, nó được nó được đuôi, nó được đem lên trên mặt trăng, được đem lên trên không trung rồi được NASA người ta làm rất là nhiều cái sống ở trên sao hỏa này nọ rất là nhiều. Và cái con gấu nước này là cái đặc tính của nó, nó rất là lạ lùng khi mà những nhà khoa học người ta vẫn hay tìm những cái protein của con gấu nước này để mà người ta nghiên cứu trên con người. Và protein của gấu nước làm chậm cái quá trình trao đổi chất ở tế bào của con người, có thể mở ra một cái hướng mới để giúp đẩy nhanh cái quá đẩy lùi cái quá trình lão, lão hóa. Uh, protein trong cơ thể của những cái con gấu nước này nhỏ nhỏ xíu và khó tiêu diệt có thể là cái nguyên liệu chủ chốt để mà làm chậm cái quá trình lão hóa ở cho con người chúng ta trong thời gian sắp tới và theo nghiên cứu công bố trên cái tạp chí mà protein science à, uh, life science vào hôm ngày 29 vừa qua đó thì những cái nhà nghiên cứu này người ta nói rằng để chứng minh có loại protein này có khả năng là cải lão hoàn đồng uh, thì những người này người ta mới chỉ có phát hiện là cái dấu hiệu ban đầu từ cái thí nghiệm trên những cái đĩa cạn mà thôi. Gấu nước là một cái vi sinh vật tám chân nổi tiếng với cái khả năng là chịu được cái điều kiện cực hạn, bao gồm cả tình trạng mà thiếu nước nghiêm trọng, sống sót ở ngoài không gian và nguyên vẹn khi bắn từ nòng súng. Và để sống sót trong những cái điều kiện như vậy thì những cái con gấu nước này thưa quý vị, nó biến đổi thành khối cầu kiệt nước và giảm trao đổi chất tới mức là gần như là ngừng hẳn việc trao đổi chất. Hiện nay, những cái nhà khoa học người ta phát hiện ra cái protein trong gấu nước cũng có thể làm chậm các quá trình trao đổi chất trong cái tế bào của con người ở địa cạn Và trong những cái nghiên cứu đó thì những nhà khoa học người ta tập trung vào một cái loại protein gấu nước gọi là CASSD. Đây là một cái loại protein biến đổi thành dạng sệt giống như là gel khi mà đưa vào trong tế bào con người. Và cái trị những cái tế bào này làm trì hoãn cái sinh học là cái trạng thái mà ngưng hoạt động trong đó tổ chức những cái sinh vật có thể chịu những cái thay đổi không thuận lợi từ cái môi trường xung quanh và sống sót qua thời gian dài mà không cần nước chịu được những cái nhiệt độ cao nóng thật là nóng hoặc là lạnh với âm cả mấy trăm độ C vẫn sống và giờ đây thì các nhà khoa học ở Hoa Kỳ người ta chứng minh rằng là protein nó khiến trì hoãn cái sinh học khả thi ở gấu nước cũng có thể là ảnh hưởng tương tự với tế bào của con người và nhóm nghiên cứu này cũng cho rằng là có thể ứng dụng phát hiện để mà điều trị cứu sống cho những cái người ở khu vực không có sẵn tủ lạnh cải tiến cái phương pháp điều trị dựa trên cái tế bào và kết quả nghiên cứu này cũng làm sáng tỏ những cái khả năng làm chậm các quá trình lão hóa của con người à, theo một cái ông là gọi là nhà khoa học là anh tên là Sanchez Martinez và cộng sự của anh đó, thì ông nói rằng là ông nhận thấy toàn bộ có quá trình có thể đảo ngược và có nghĩa là trao đổi chất của những cái tế bào này có thể được chuyển về trạng thái bình thường sau khi mà nó được làm chậm lại. Và khi mà được áp lực nó giảm bớt á, thì cái treo của những cái con gấu nước này nó hòa tan và tế bào của con người nó quay về cái cái trạng thái là trao đổi chất bình thường. Và theo Thomas Bury là cái trợ lý giáo sư khoa sinh học tại trường đại học Wyoming thì cái nhóm nghiên cứu này người ta đang tăng cường tìm hiểu cái gấu nước trong phòng thí nghiệm. Năm ngoái thưa quý vị thì họ cũng nhận thấy rằng là protein của gấu nước có thể dùng để mà ổn định một loại thuốc điều trị chứng rối loạn chảy máu gọi là hemophilia. Đây là một trong những cái gọi cái protein của gấu nước nó có thể làm cho người ta ngưng ngưng cái chảy máu có nghĩa là những người người ta bị chảy máu rối loạn chảy máu người ta có thể chảy máu không ngừng nhưng sử dụng cái protein này vào trong cái DNA trong cái protein trong cái tế bào con người thì có thể là làm ngăn lại giúp cho máu chúng ta nó trở nên nó đông nó ngưng chảy lại thì rất là hay cái con gấu trúc được cái con gấu nước này thưa quý vị đặc biệt không đưa ra ngoài không gian cũng sống bắn trong cái họng súng với cái độ mấy ngàn độ c nó cũng sống âm ừ. à, mấy trăm độ c cũng sống cỡ nào cũng sống hết trơn thành ra nếu một con người chúng ta mà được sau này mà được là, là sử dụng bằng cái tế bào của nó đó ừ. có thể là chị như huyền sẽ sống đến 600 tuổi á Wow. Chịu là sống mệt mỏi luôn hả? Sống, sống mệt, mệt, mỏi mệt, mệt thấy chịu đựng mệt mỏi luôn thưa quý vị trên show Dạ <laughs> vâng một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Hiền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.